Rồi, mình chào mọi người đến với kênh của mình ha. Rồi, hôm nay mình lên một ít dây nè. Đó, dây nè ha, hôm nay có mấy đầu đất luôn. Đó, mới có ha. Thì ví dụ như anh nào cũng mua mình rồi á, mua thì mình mua, mình chia lại ít đầu thôi, cũng không có nhiều nha mọi người, có vài đầu thôi. Gắn vô dây mình bán nè. Đó. Rồi, thì mình người xem kênh nhớ bấm mình một like ha. Mọi người xem có cái nào thích hợp thì mọi người mua ha. Còn cái nào không có thì mọi người xem giải trí nha mọi người. Đó, cũng không sao. Đó thì mọi người xem nhớ bấm một like ha, nhiều lúc kênh nó không có quay, lâu lâu nó mất tương tác nha mọi người. Đó thì mọi người xem thì mọi người bấm một like, nó không có tốn gì nhưng mà cái kênh nó duy trì nha mọi người ha. Rồi mình cảm ơn mọi người. Thì số điện thoại mình để trên cái tiêu đề luôn nha mọi người. Đó, hình thức bán hàng của mình như cũ nha. Đó, bán mua mà trên món đồ mà trên 400 đi ha. Đó bao ship. Ở dưới 400 thì mình không bao ship ha. Chuyển khoản bao ship hết luôn. 400. Rồi. Mình đây mình vô mã số 1 ha. Rồi mình thanh lý nè. Đó mấy cái người xem ha. Đó cái này là xịt ok hết nhưng mà nó có là rỉ nước đây nè. Rỉ đây. Thì giờ mọi người tháo ra nè, tháo ra coi ron thôi. Lâu ngày nó chai mình cũng tháo ra ha. Ron nó chai rồi thôi mọi người. Đó còn đẹp. Kakudai nè. Còn thâu ha. Đó. Bán hết mấy cái đống này nha. Đó mình coi cái clip cái giò nước này mua bãi cũng 150 nha mọi người. Đó mình bán thanh lý chung với mấy món luôn hết đống 300 nha. Đó. Mọi người xem coi đó, nó này xịt là ok nè. Đó. Đó, nó chỉ rỉ thôi. Mình tắt á, nó rỉ thôi. Thì mua bãi về mình cũng làm biến nữa ra thay ron rồi. Cái ron mấy cái ron này mình ra mua mấy cái xin á. Đó, nó rỉ rỉ thôi là do để nó chai ha. Rồi. Rỉ cái đầu ha. Đó, xịt là ok ha. Đó, một cái nha. Rồi, một cái loa này nè. Đó, mua mà tháo ra pin nó mình qua. Đó, người mua coi chế cháo vô được ha. Đó, cái loa nè. Pin nó pin niken nó có đề cho volt trong đây nè. Rồi, hai cái ha. Rồi. Cái này cái máy này là chưa có test nha. Rồi cái này cũng vậy nè, nó xài pin radio mà xài pin tiểu luôn rồi. Đó, FM nè. 99 MHz ha, AM 160 nè. Đó. Cái này mình cũng bỏ pin vô không biết lâu quá không nhớ ha. Nói chung là bán vậy đi ha, tình trạng đó. Đó, bỏ pin vô thấy nó không có, hoặc là gắn vô nè. Có pin trong đây nè, pin mình gắn vô rồi ha. Không biết nó có chạy hay không. Đó. Nó có mấy cỡ nè. Đó, ba món ha. Rồi. Cái rút đi về này nè. Đó, mua cũng lâu lắm nha. Đó. Thiếu đồ nè, mọi người mua có tận dụng được cái gì không nha. Đó. Đó, người xem. Đó, rút đi về này cũng độc lắm à, mua lâu lắm à. Mà nó thiếu bộ đồ này nè. Đó, mọi người coi cái trong nè. Cây này mua mấy năm à. Lùi lại thấy ha. Rồi. Bốn món rồi ha. Rồi cái này. Cái này của ý nè. Đó, mua mà trước mua nghiên cứu mà cuối cùng biết là nó kẹp vô mấy cái thanh mà để này của ý luôn rồi mọi người ha. Đó. Kẹp vô mấy thanh để cưa để mài để dũa lưỡi cưa lam đồ mọi người. Mọi người tra lên ha. Thì mình thấy của ý thì mua mà không biết nó công dụng thì nó kẹp vô mọi người. Kẹp lưỡi cưa nha. Đó chống xuống nè. Kẹp nó vô mình tra lên đi. Mọi người tra lên nữa. Đó. Mạng của nó nè, ý luôn nha, mới kiên. Rồi 5 món. Rồi cái này cũng pháp nè. Đó. Đây là tháo ngay ra được nè ha. Đó, này làm trong nè. Này trong thiết bị y tế vậy nè ha, hay là thí nghiệm vậy nè, đó. Mấy phần nè ha. Đó, mấy phần để đầu nè, đó. Đây mấy phần. Đó, này xoay số được luôn nè. Chỉnh số nè. Đó, nhảy số nè. Đó, nó có số đâu đây nè ha. Tháo này ra được ha. Nói chung là nghiên cứu nha mọi người ha. Đó mấy món này. Rồi. Hai cái thẹp Bota này của không biết của Toyota mà mới, của xe gì không biết nó van hành gì các mọi người. Đó. Bây giờ mình chế cháo mới tin luôn. Rồi. Một nữa ha. Hai cái này nè, ba nè. Bốn nè. Năm nè ha. Sáu nè. Tám món ha. Đó. Thì nói chung là bán sát này ha. Rồi. Giá là 300 ngàn nha, mã số 1. Đó mọi người. Mã số 1 300 ha. Đó, bán cái dụng chắc nha mọi người ha. Cái giò nước thì mình cũng test rồi. Cái UV này thiếu đồ nè. Đó cái này là mua bãi trước mua cũng cả 150 gì. Cái này cũng vậy. Đó hai cái này lấy vốn rồi ha.
Rồi mấy này là như nghiên cứu nha. Đó, cái này mua để lâu quá. Này như nó tháo ra được á, để bơm mực hay gì á, nói chung là nghiên cứu á. Cái mã của nó nè. Cái xanh là người sập cái Google ha. Đó. Pháp nha, này có số nè, đúng rồi, cái số đây nè. Thằng này. Đó. Này trong thí nghiệm, phòng thí nghiệm rồi, mã số 1 300 ha. Hành lý nha. Đó, mã số 2 200 ngàn ha. Đó, cái túi healthy nè. Đó, mọi người đeo vô, bỏ vô đeo đó, đeo lên cao á, làm bỏ vô đồ vô. Này bỏ cái con máy, cái máy vô được á, cái khoang vô được luôn ha. Đó, mấy con nhỏ. Này mình bỏ đống vít này vô vừa nó. Đó. Túi healthy ha. Rồi một cái. Rồi cái túi này ha. Túi này mọi người đựng đồ nha, đựng đồng hồ, đựng đồ là ok lắm á. Này là mình mua là đợt đó mình mua để đựng đồ mấy cái đồ dễ vỡ người ha. Đó, bỏ dù như bỏ đồng hồ đồng gì vô. Cái túi của nó đây. Cái nào mà dễ vỡ hay gì mình bỏ vô đây nè, mình đi làm hay bỏ vô cái thiết bị quan trọng. À 29 ha. Thì ngang của nó là khoảng 18 ha. Rồi sâu xuống khoảng 6 phân ha. Rồi. Chiều dài này khoảng lòng lòng cái này luôn. Khoảng 9 phân ha. Đó, còn đẹp nha. Này của Nhật luôn nha mọi người. Đã lâu quá mình cũng không xài, thanh lý bán luôn. Đó, hai cái. Mã số 2 200 ngàn nha. Đó, cái túi này cũng hay ha. Mình mua dựng đồ cũng giờ bãi đồ nó mắc quá rồi ha. Rồi mã số 3. Rồi bán cái đống gấp lưỡi câu nè. Đó ai câu cá thì bán 200 ngàn nha. Cũng nhiều quá. Điểm nè, 1 2 3 4 5 nè. 7 nè. 10 nè. Này trước mình bán có mấy chục ngàn cái ha. 10 14 nè. 16 nè. 20. 20 cái ha. Đó. 10 cái 10 ngàn quá rẻ nha. Thanh lý luôn là lôi đồ ra, thấy đâu là thanh lý đó thôi. Đó đồ gấp lưỡi câu nè. Đó gấp lưỡi câu là câu rồi mình gấp cái lưỡi ra nè ha. Đó, đây nè ha. Gấp lưỡi cũng giật ha. Đó. Đây nè. Để như mình gấp. Đó. Cũng khá 45 75 độ vậy nè. Đó, nói chung là người gần câu cá thì mua này cũng rẻ ha. Đó, mình rửa tay thì nó nhật nó nhiều cái hay rồi ha. Đó. Cũng nhật luôn nha. Đây nè, nó chỉ mở nè. Đó, gặp ngay cái thế đó ha. Rồi 200 ngàn, mã số 3. Rồi mã số 4 nè. Đó mình bán cái cục này ha. 250 nha mọi người. Đó. Này điện autovol, ví dụ như mình mà người cắm vô 110 á, 130V nó ra 100V ha. Là dòng điện của Mỹ nè. Là xài cho âm thanh hay gì á. Hay nói chung là dòng điện Mỹ ha, còn dòng điện châu Âu. Dù người đi du lịch đó, người bỏ này vô nè. 75W ha. Đó là xài cho 220 ra 100V nè, 75W. Đó. Cắm test xài thử. Đó mình cắm 220 vô ha. Thì mình test cái thử cái cục này kìa. Cái đồ sạc pin 110 nè người. Đó, lên đèn sạc ha. Rồi, để mình xem đem cái đầu con lọc không khí lên mình test cho mọi người xem thử. Đó, cái này là mình để sạc pin cho nhóc nó chơi. Đó, này cũng đại tải cũng nặng ha. Pin sạc. Đây mình test cái lọc cho mọi người theo ha. Cái lọc lên test luôn. Cắm lọc ký nè. Đó, chạy ok ha. Đó. Quạt mạnh luôn ha. Ok nha. Đó. Nói chung là cái này cũng tiện không ạ. Đi du lịch hay gì mình cầm nào ha. Tại thấy cái
250 nha. Nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ rồi ha. Giờ mua cái cục của biến thế nhỏ nhỏ thì nó cũng mấy trăm à. Nó cũng 200 vậy là nhỏ nhỏ, càng nhỏ nó càng cái giá ha. Rồi này nguyên zin của bãi luôn nha. Đó biến thế nè. 75W ha. Đó. Nó là mình cắm trực tiếp vô ha. Đó, cắm trực tiếp đi điện 220 á, còn mình không chưa test 110. Thì nói chung mình xài 220 với 110 ra cái kia mình cũng ít xài rồi ha. Rồi mã số 2. Cho 4 chứ, 250. Đó. Đó, gọn gọn ha. Rồi. Mã số 5. Mã số 5 mình bán là một cái kềm ha. Đó, bán giá là giá giống như giá vốn luôn ha. Đó, kềm Uy Ha nè, dài 17 nè. Ví dụ như mọi người mua mấy cái kềm Nhật á, kềm Nhật nó cũng mới vậy là cũng 250-300 mà ha. Đó, 300 chứ không có rẻ đâu mọi người. À, 18 năm nè. À, mới tinh ha, thép trắng luôn. Rồi thêm 4 vít 400 ngàn. Đó, một cây vít dẹp nè. Một cây ba ke của Đức hết nha. Đó, một cây Uy Ha nè. Ví dụ nó không có cây Uy Ha thì mình tại Uy Ha nó còn một hai cây thôi. Đó là mình bỏ vô cây BS luôn ha. Thì nó cũng cỡ vô nè. Một vít dẹp bự nè, vít dẹp dừa nè, một cây ba ke, một cây vít dẹp nhỏ, vít cách điện luôn ha. Rồi 400 ngàn. Đó. Tính ra là dít có dít này 200, dít 50 cũng như loán giá như để nhập vô luôn nè, tại cái này hàng còn ít á. Bán luôn cho nó hết ha, không nha. Đó. Còn mới luôn rồi, tại này luôn mà đó, bán 400 ngàn nha. Đó là người mua mấy cái dít Nhật ra bãi lựa nè. Nó bán cũng 70-80 ngàn cây. Đó, cho bằng dít này nè. Mà sale không có cửa dít này nha. Mà anh gặp anh đi ra ngoài nha mọi người. Đó đề đây nè, gặp anh đi nè. Gặp anh đi hết BS nè. Đó. Một cái dính với ba ke thôi ha. Rồi. 400 ngàn. Đó, giá là coi như là sắp sàng luôn. Rồi mình bán mấy cái dây hơi ha. Rồi, đây đây. Mình bán mấy cái dây hơi cho mọi người xem. Đó, bán dây hơi. Dây hơi. Mấy cái dây hơi này thấy mình đây. Đó, cái loại này 20m ha. Đó. 20m. 20m. Đó, 20m ha, thì mình gắn cái đầu đứt vô một cái đầu ha. Còn cái đầu còn lại á là mọi người mua đầu Trung Quốc gắn vô, hoặc là cái đầu này nha, tại đầu này nó lớn hơn nè mọi người. Nó lớn nó phải 8, ổ 8 nó mới vừa. Cái đầu kia cũng vậy 8 nhưng mà mình vô ép nó vừa ha. Đó. Nó hơi lớn thì mọi người lấy thì mình bỏ, mua nguyên bộ thì mình đặng vô luôn ha. Đó mọi người giờ xử lý. Còn thôi mua cái đầu cá Trung Quốc này gắn vô. Cái này đầu này của Đức luôn ha. Đó, mình bán cái sợi này kèm cái đầu tự động giống vậy nè. Đó. Dây này 28m, người mua 10m mình bán luôn. Cái này là dây mẫu có 1 cái thôi. Đó, có 1 cái này thôi, 1 2 cái thôi mình làm mẫu cho chứ không có ha. Chứ đòi nếu mà đủ luôn. Đó, cái này là mình cũng là phải nó 8 ly luôn nhưng mình nó vô vậy là nó vừa nha, tại có mấy đầu nhỏ, một hai đầu thôi, mình làm mẫu thôi. Đó, cái này nè, đầu này nè. Có lẽ nó tại vì cái này như 8 ly này là nó vô vừa nè mọi người. Đó, 8 ly là nó vô vừa ghi luôn nè, nó vô vừa ghi luôn, hết kích luôn ha. Đó, cái này nó 7 ly thì vô hở chút. Đó, 7 6 ly thì nó hở chút mình phải. Đó, nhưng mà mình thử là không xì nha. Đó. Ví dụ như mua dây đen này á. Ví dụ như mình bán để mình dây vàng trước đây, nó lộn trộn ha. Đó. 20m là mình có kèm cái đầu này luôn rồi ha. Đầu này với cái đầu này ha. Đầu này là mình gắn cái đầu Trung Quốc vô cũng được nha. Đó, mình chỉ đem kèm đầu này mình không gắn vô này nó không vừa. Đó, cái này mình làm mẫu thôi. Để mình test thử ha. Đó. Tại cái này nó có vài đầu rồi mọi người. Mình lục ra nó còn một hai đầu thôi ha. Nên mình để mình đó, ok luôn mắt anh gặp anh đi nha. Đây. Đó, đầu này khá xịn luôn nha, bằng thau. Đó, đứt tút nè. Mấy anh gặp anh đi ha. Đó. Thì người nào mà mua dây mình rồi á thì mình bán cái bộ này nè. Đó. Đó, bán vậy nè. Cái đầu này không ha. Cái này là 150 nha. Đó là bán cho những người nào mua dây mình nha. Đó. Bán để mình lại ít đầu lắm, có vài đầu mấy á.
đó thì mình bán cho em nè đó. Rồi cái dây này với lại còn đầu bộ đầu này ha, đó mình đây 20 m, 20 m với một đầu ha, một đầu 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 một bộ đầu luôn đó. Nhưng mà về là cái đầu này mọi người gắn đầu Trung Quốc vô nha, chứ này nó hơi rộng chút nè. Rồi mình bán là 800.000 nha, đó 20 m. Đấy, mua lẻ 10 mét thì mình bán 400. Cũng vậy luôn. Đó. Đó, 10 mét dây vàng 400. Có cái đầu luôn ha. Rồi cái dây này 20 mét ha, đầu Trung Quốc. Tại vì cái đầu dây này nó không vừa luôn rồi. Đó, nó hơi nhỏ hơn, nó 6 ly. 6 ly cái gì 7 ly nên nó FF nó vừa. Đó. Đầu Trung Quốc. Rồi mình bán cái này 20 mét. Ha, bộ đầu luôn là 450 ha. Rồi mọi người cứ nhắn là dây xanh lá cây. Đó, xanh lá cây, thôi ghi mã luôn. Đó. Số 6 ha. Mình mua lẻ thì mình cũng bán liên hệ mình luôn nha. Cũng cắt ra bán hết luôn. Số 6 nè, 450 nè. Tại nó hơi lộn xộn cái chỗ đầu kia chút ha. Thì mình giải thích cho mọi người hiểu cái đó trong rồi. Ủa sao nó không gắn cái đầu này vừa, mua dây xanh mà gắn cái đầu kia. Cái này nó không vừa nha mọi người. Còn nếu muốn mua dây xanh thì mình nó không vừa mình gắn thử rồi. Cái này nó 6 ly, ép nó vô thì nó. Rồi, bộ này là mình bán giá là 450 nha, mã số 6. Còn dây vàng mình mua lẻ 10 mét, bao nhiêu mét thì báo mình luôn ha. Đó. Rồi. Lẽ là nhiều lúc có cái đầu Trung Quốc thôi nha mọi người. Đó, đầu xịn, đầu này thì mình gắn vô bán theo bộ ha. Ví dụ như 20 m hay là đó, mình bán giá. Đây. Đầu này đầu đứt luôn ha. Đó, cái này cũng bỏ nó luôn. Rồi cái này thì có một đầu mình ra bán theo cái dây này luôn đi. Cho dễ ha. Đó. Gặp nó đi luôn nè. Cái tút nè. Đó, cái này nó nhìn xe xịn ha. Đó, mình thử rồi. Nó không xì ha, nhưng mà cái đầu này vô nó hơi ngắn chút. Đó, người già nếu dây này dây mắt nè, 6 ly nè. Đó, cái nào bán mình thử rồi thì mình bán ha. Đó, 6 ly. Ở trong 10 ly ha. Người Nhật áp này áp cũng cao. Cái này khoảng 16 mét nha. 16 mét. Đó. Mình bán sợi này là 600 ngàn nha. Đó, 600 ngàn 16 mét. 600. Đó. 600 ngàn dây mắt ha. Đó, mã số 7. Chưa? À, 600 ngàn. Rồi. Cái này mình bán đây. Đó, cái dây nè. Bữa bán cho anh Kiên cầm mình mới để ý nè. Đó, cái dây nè ha. Nó có đạn, nó xíu có chữ không mọi người. Còn nhiều là nó không có chữ nhưng mà trong cuộn nó ra luôn. Đó, đây nè. Đó, nó có cái giống như cục dây này đi. Dài 25 m ha. Cả cái đầu đứt tự động luôn, cái này là vừa kỳ luôn ha. Đó này gắn vô bộ đó là vừa luôn rồi người. Đó cái bộ đó nè. Đó cái anh nào mà mua, ví dụ như muốn mua đầu tự động này của mình bán bộ là 150 nha. Đó. Mua dây mình bán nha. Đó tự động luôn, của Đức nha. Này là Nhật kìa, họ khỏi cái cửa hả. Bằng thâu rồi người ha. Đó vừa ghi nè. Nhấn nhẹ nhàng vô nè. Mở ra cũng nhẹ nhàng. Đó, đó nó có một hai chữ nè mọi người. Đây. Đó còn vô đây là nó không có chữ ha. Nó có một hai chữ cái đầu ha. Đó, cái này nó không chữ luôn nè. Như là để mình lấy cái này mình mẫu ha. Rồi cuộn này 25 mét nè. Bộ đầu này luôn. Đó, bán 800 ngàn nha. Đó, 800. Đó, không chữ luôn ha. Có chữ mà chữ ít thôi. Đó. Rồi. Bộ này 20 mét. 20 mét ha. Đó, này không có chữ luôn. Đó, nhưng mà nó đầu tự động luôn nè. Của Đức luôn ha, nguyên bộ luôn. Đầu này như đầu Nhật, đầu của Nhật nha. Nó cái nhìn cái thép nó trắng khác lại mọi người ha. Đó, đầu từ đầu Đức cái này xài là hơi bị đỉnh luôn ha. Đó. Rồi, cái này mình bán 20 mét với cái đập đầu này ha. Là mình bán 700 ha.
đó, 700 đó. Hết luôn, dây này hết luôn ha, đó, còn hai cuộn ha. À, rồi rồi cái dây này đó, dây này một đoạn đó là nó đề số luôn nè, cái này là 45m đó, đề số 45 ha, 45 mà nó còn cúc coi như 44 đi ha, tại vì cái này là 45 phải dài tới đây đó, mình đến 44 đi nè, từ số 0 nè ha. Đó. Mắt in da băng nha, đây là cái đoạn đó nè, đây đó. Đây ha, đó, 10 nè, đây nè, ở ngoài 10 ha, ở trong 6.5 nè, 1.5 PVA là 15kg ha, mắt in da băng ha, đó, đóng số này đủ ha. Thì có rồi, hai cái đầu tự động đứt luôn ha, cái này là dừa luôn, cái này là dừa luôn ha. À. Này dừa luôn ha. Rồi mình bán cái cù này là 1.2 triệu nha mọi người đó, 1.2 triệu có đầu này luôn. Rồi người nào mua lẻ 22m đó mà có đầu này luôn á thì mình bán giá là 650 nha. À, 22m có đâu này rồi, 650 nha. Đó. 22m 700 với 700 ha. Tại vì cái đầu này nó rồi. 22 là nguyên cái cù 42m à, 44m á thì giá là 1.2 triệu. Còn mua lẻ nữa phần nữa 22m có cặp đầu luôn là mình bán là 700. Đó. Rồi mình cảm ơn mọi người ha. Rồi mọi người xem kênh nhớ bấm một like ha. Cảm ơn.